Có rất nhiều cách khác nhau để cuộc sống trở nên thú vị hơn ngay cả trong mùa Covid-19. Và ngay bây giờ sẽ là câu chuyện của hai bố con rất là đặc biệt gây sốt cho mạng xã hội những ngày vừa qua. Khi mà mỗi lần đi đổ rác thì hai bố con sẽ có những cách phục sức. Quý vị thấy không ạ? Rất là cầu kỳ để cái việc đi đổ rác cũng trở nên thú vị nữa. Có thể nói rằng là một hành trình nhỏ nhỏ đi đổ rác thôi nhưng có thể trở nên rất là thú vị nếu như có sự đồng hành và sự sáng tạo của cả hai cha con. Và trường đại học Harvard rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ thì đã có một nghiên cứu cho thấy rằng là những đứa trẻ có sự dạy dỗ của cả cha và mẹ sẽ có chỉ số IQ cao hơn, rồi là thành tích học tập cao hơn so với những đứa trẻ mà chỉ có mẹ dạy dỗ. Và những đứa trẻ có sự đồng hành của cha cũng sẽ rộng lượng hơn với những người xung quanh, bên cạnh đó thì lại tự lập và kiểm soát bản thân một cách tốt hơn, dễ đạt được những thành công trong cuộc sống hơn. Tất nhiên chúng tôi nói rằng đây là kết quả nghiên cứu đa số chứ không phải tất cả mọi trường hợp. Thế nhưng nhiều ông bố sẽ hỏi rằng vậy thì tôi sẽ tham gia vào công việc nuôi dạy con như thế nào đây? Nếu như ở nhà đã có vợ, thậm chí nhiều gia đình còn có cả bà nội, bà ngoại tham gia vào quá trình này. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia của chuyên mục Con cái chúng ta, Thạc sĩ Trần Thị Thu Hà. Xin chào chị. Xin chào MC Mỹ Lan. Tôi thấy rằng có rất nhiều ông bố nói rằng là ồ, cha hay mẹ nuôi dạy thì đều được mà, bởi vì nuôi dạy con thì cũng bằng đấy công việc, ăn uống, nghỉ ngơi, sau này là học tập. Vậy thì vai trò của cha và mẹ có khác nhau như thế nào đây ạ? Vâng, ăn uống, nghỉ ngơi, học tập nó chỉ là một cái phần của sự phát triển của trẻ. Đứa trẻ nó cần sự phát triển về mặt nhân cách. Và sự phát triển về mặt nhân cách thì nó lại bị ảnh hưởng bởi nhiều con người khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau ở ngoài xã hội và trong gia đình. Cha và mẹ là hai giới tính khác nhau mà xã hội người ta, và đồng thời là về tự nhiên, người ta đã quy định nam giới và nữ giới có tư duy khác nhau, có cách hành xử khác nhau. Cho nên là cho dù thế nào thì chúng ta sẽ xem là con sẽ học được gì từ cha và học được gì từ mẹ. Nếu nói một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy rằng là mẹ là có cái đóng cái vai trò rất là quan trọng từ lúc mà sơ sinh cho đến cả cái thời niên thiếu của con. Mẹ cho con tình yêu thương, mẹ cho con cái đức hạnh, mẹ dạy cho con là cách ứng xử, mẹ dạy cho con là cái hào khí và cái sự mềm mại đó. Trong khi đó cha thì thế nào? Cha dạy cho con cái lý trí, cái sự quyết tâm. Cha dạy cho con là cách vượt qua những cái khó khăn. Thì cái vai trò của người cha và người mẹ chúng ta đã nhìn thấy cái sự khác nhau. Bởi vì sao? Là ngay từ ngày xưa, ngay từ những thuở sơ khai, nam giới là những người đi săn bắn ra ngoài kia săn bắn, còn phụ nữ là ở nhà nấu nướng. Cho nên là cho dù hàng triệu năm trôi qua thì nó vẫn ảnh hưởng phần nào vào cái hệ tư duy của hai giới, nam và nữ. Vậy thì bây giờ quay trở lại của chị Mỹ Lan là con học được gì từ cha? Con học được rất nhiều thứ từ cha, nhưng tôi chỉ chốt lại có 5 ý thôi. 5 ý để cho các quý vị phụ huynh dễ nhớ. Thứ nhất, đó là người cha có thể dạy được cho con việc là phân tích xem cuộc sống ngoài kia, dạy các kỹ năng sống cho trẻ để con biết là cuộc sống ngoài kia nó như thế nào, biết thế nào là hiểm nguy, biết cách vượt qua hiểm nguy, biết cách làm việc nhà. Cha có thể dạy cho con các cái kỹ năng như là sự kiên định trong cuộc sống, biết xây dựng những hoài bão và ước mơ. Cha có thể dạy cho con việc thể hiện tình yêu thương, làm một người tốt hơn, biết làm thế nào để thể hiện tình yêu thương đối với phụ nữ, tình yêu thương vô bờ bến đối với trẻ em và với cả những con vật. Và những cái điều này thì mẹ cũng dạy được, nhưng mà nó chỉ một phần nào. Rồi cha dạy cho con cách vượt qua cái nỗi sợ hãi, cách tự tin và độc lập trong cuộc sống. Cha dạy được cho con sự thể hiện trách nhiệm về việc là nhà có những cái gì hỏng hóc, sửa chữa ra sao. Rồi là làm thế nào để có trách nhiệm với lời nói của mình, trách nhiệm với hành vi của mình. Điều đó cha dạy được cho con. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng là con cần những người cha tử tế. Bởi vì sao ạ? Việc mà có một người cha mà sáng sớm đi, tối muộn mới về, rồi một người cha mà bỏ con mặc ở đấy, vui thú ở ngoài, nó không có giá trị.
Nghiên cứu khoa học đã chỉ cho rằng là chính những hành vi của cha, những lời nói của cha và cái hình mẫu của người cha mà hiện diện thường xuyên với con và tương tác với con, đó mới là người cha thực sự có tác động đến cái sự phát triển của trẻ. Tôi rất chú ý tới 5 gạch đầu dòng mà chị vừa chia sẻ. Thế nhưng trong cuộc sống hiện tại ngày nay cũng có rất nhiều những người phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ và cá tính. Họ nói rằng là tôi cũng có thể hoàn toàn dạy con những cái gạch đầu dòng đó. Thế thì chị sẽ giải đáp câu hỏi này như thế nào? Vâng, đúng là hiện nay là rất nhiều người phụ nữ giỏi giang. Tôi nghĩ là có khi là ngoài đời có thể nói có những người phụ nữ còn giỏi giang hơn là một số nam giới. Và người ta cũng nỗ lực đóng cái vai trò trong việc là tốt ở phía bên ngoài và đồng thời cũng là một người mẹ tốt trong gia đình. Và những người mẹ đó thông thường là người ta sẽ đóng cả hai vai, sự mềm mại dịu dàng của người mẹ, yêu thương của người mẹ và cái lý trí của người cha để dạy con. Và cái thời thuở bé, lúc trẻ còn bé, nó không có cái sự khác biệt nhiều. Nhưng khi mà trẻ lớn lên thì đứa trẻ sẽ thấy rằng là cái việc mà học cách ứng xử giữa cha và mẹ, ứng xử trong việc là những cái bất đồng trong cuộc sống, nếu thiếu vắng đi một người nam giới trong gia đình, đứa trẻ sẽ không học được cái điều đó. Cách xử lý tình huống. Và cái điều quan trọng là nam giới và nữ giới dạy trẻ cho dù cùng một vấn đề, từ hai góc cạnh khác nhau. Tôi lấy ví dụ trẻ bị bắt nạt học đường. Tôi chắc chắn với bạn rằng chị Mỹ Lan sẽ dạy một cách khác nhau, còn ông xã nhà chị Mỹ Lan sẽ tư vấn cho con một cách khác. Thì ta sẽ thấy là cùng một sự việc, đứa trẻ sẽ học được những cái giá trị khác nhau từ cha và mẹ. Do vậy là nếu như mà với một người mẹ mà giỏi giang, độc lập về mặt kinh tế, vui vẻ, tự tin, có cuộc sống rất là hài hòa, thì việc bạn dạy con và tác động đến con khá là tích cực. Nhưng tuy nhiên cho dù thế nào đó thì sự thiếu vắng của người cha vẫn là gây ảnh hưởng nhất định đến con, bởi vì là những gì được gọi là nhân tạo nó không thể thay thế hoàn toàn sự tự nhiên được. Như vậy là cho dù người mẹ hay người vợ có giỏi đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn cần thiết có sự đồng hành của người cha trong quá trình nuôi dạy con. Vậy thì những ông bố có thể tham gia vào quá trình đó từ bao giờ và như thế nào đây ạ? Cụ thể. Vâng, nam giới có thể tham gia vào việc dạy con ngay từ khi rất sớm, và có lẽ tôi muốn là trả lời bằng một số các cái gạch đầu dòng trên màn hình để quý vị có thể nhìn và theo dõi và có thể chụp ảnh lúc cần thiết để mình về mình còn chia sẻ lại cho ông xã cùng xem. Con bạn vừa sinh, xin chúc mừng bạn. Và bắt đầu từ hôm nay, bạn cần nhớ rằng đừng giao con hoàn toàn cho vợ, ông bà hay người giúp việc. Hãy dành tối thiểu 30 phút mỗi ngày cùng con và việc đó nên bắt đầu ngay. Hết giờ làm bạn nên về nhà, con trẻ ăn cơm cùng cha mẹ sẽ càng giỏi giang hơn. Hãy để con bạn nhận ra là bạn vẫn tiếp tục học tập, đọc sách. Con có quyền nêu ý kiến, bạn không nên áp đặt, quát nạt. Làm cha đã hứa là phải làm. Quản lý con theo nguyên tắc ủng hộ sự sáng tạo của con. Thống nhất những việc không được làm, những việc phải làm, thời điểm cần hoàn thành. Những thứ ngoài danh mục trẻ được tự do sáng tạo và chủ động. Không được dạy con, đánh mắng con trước mặt người khác. Không mắng nhiếc, coi thường, thô lỗ với vợ trước mặt con. Dạy con làm việc nhà ngay từ khi còn bé. Vâng, 8 cái ý nhỏ này tôi nghĩ rằng là không quá khó đối với một người cha. Nếu như mà người cha xuất phát việc dạy con, chia sẻ với con từ tình yêu thương. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng là làm cha nó là một cái nghề mà bất kỳ một người cha nào một khi đã khẳng định, đã xác nhận mình là một người cha thì cần phải học. Bởi vì sao? Chỉ khi bạn học và bạn ứng dụng, bạn thực hành với con, bạn mới có thể có được cái trải nghiệm để cải thiện bản thân mình và qua đó là giúp con để phát triển hoàn thiện, phát triển tối đa được tiềm năng của mình. Và tôi muốn chốt một cái câu cuối đối với cha mẹ rằng là con cần một người cha tốt, một người cha tử tế để phát triển và lớn mạnh và thành công. Xin cảm ơn chị Trần Thị Thu Hà với những lời khuyên rất là hữu ích. Tôi nghĩ rằng các ông bố sau khi xem chương trình này cũng đã rút cho mình được những cái bài học nho nhỏ. Tất nhiên là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nhưng chẳng có một lý do nào có thể biện minh được. Nếu như chúng ta có đủ tình yêu thương, đủ quyết tâm thì bao giờ cũng tìm ra cách để đồng hành với con một cách tốt nhất. Để không những là chia sẻ gánh nặng cho vợ, mà cái người được lợi nhất trong sự phát triển chính là con mình, chính là con cái mình sau này. Và không chỉ đồng hành đâu ạ, làm sao cho mỗi ngày còn đồng hành tốt hơn nữa.